khẩu phần ăn cho thỏ của mình. Đàn thỏ của mình khoảng tầm đang nuôi là 10 con. Có thỏ đực, thỏ cái, thỏ sinh sản này, có thỏ con nữa. Thì thỏ con này còn nhỏ chưa chưa biết ăn. Thì mỗi ngày mình cho ăn vào 2 bữa. Buổi sáng khoảng tầm 7 giờ bắt đầu mình bỏ rau cỏ cho nó ăn. Và buổi tối mình cho ăn khoảng tầm 8 giờ 9 giờ. 8 giờ tối bắt đầu mình cho ăn lại cử thứ hai. Đấy, mỗi ngày 10 con thỏ mình là mình cho ăn một rổ rau rau lon như thế này, rau lon hoặc rau muống hoặc rau cỏ vôi gì đó. Thì mỗi ngày lượng thức ăn khoảng tầm một rổ này, nếu mà nhìn rau kho thì nó ăn nhiều hơn. Rau này ở bên chỗ mình thì một rổ này khoảng giá thị trường bán chắc tầm 10.000. Còn mình thì mình tự trồng được nên không tốn tiền rau này. Đấy. Một ngày 2 rổ tính ra là 20.000. 20.000 cộng với mình cho ăn thêm cống gò. Đây, mình cho ăn thêm cống gò. Đây, mình cho ăn cống gò này. Cống gò này do mình nuôi chung với gò nên mình mua kết hợp cho thỏ ăn và cho gò ăn luôn, lấy tiền. Chứ mình không có, với lại mới dễ mua, chỗ mình thì không có thấy bán cống chiên cho thỏ. Đấy, mỗi con mình cho ăn khoảng tầm 3 muỗng như thế này. Đó, 3 muỗng qua sữa qua đây này. 3 muỗng. Đó, mỗi con 3 muỗng như thế này. Con thỏ sinh sản có con thì mình cho ăn thêm 4 5 muỗng. Thì 3 muỗng này nó chắc chưa được 4 khoảng 40 gram. Thì 10 con thì 10 con thì chưa tới nửa ký. Mình cho ăn một ngày thì khoảng trâu cũng tầm gần gần 1 ký. 1 ký cóm nữa. Ký cóm thì giá 18 20.000 gì đó. Thì một ngày tổng cái đoàn mình 10 con thì mình cho ăn hết khoảng tầm 40.000. 40.000 tiền chi phí để nuôi mỗi ngày. Đấy, tổng chi phí mỗi ngày khoảng tầm 40.000. 40.000 cho 10 con thỏ trưởng thành. Còn có thêm thỏ con nữa thì nó lớn hơn một tí, thỏ tá mới tách mẹ thì nó ăn không bao nhiêu, chỉ chủ yếu ăn rau vài bó lá. Cốm gò thì ông ăn thêm vài muỗng, không 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 bao nhiêu. Đấy. Khẩu phần ăn. Còn nếu bạn nuôi nhỏ mà có rau cỏ nhiều thì mình không tốn tiền rau. Tốn tiền một ít tiền cốm gò thôi. Nói chung nuôi thỏ này cũng không tốn chi phí bao nhiêu hết. Rất là dễ nuôi nha. Đó, giờ chưa tới giờ cho ăn. Tí nữa bắt đầu, tí nữa mình mới cho ăn. Này, sao mình làm cái món dài như thế này, mình làm là mình tự làm món dài từ đầu này, mình chỉ bỏ ra từ đầu này tới đầu kia thôi, là tối tới sáng lúc nào nó ăn sạch hết. Đây, mình cho thêm cỏ vôi này này. Đó, cho nghe. Tính ra chi phí nuôi một con thỏ thì nó khoảng rơi vào khoảng tầm 4 ngàn. 4 ngàn một ngày. Quá tiết kiệm.